Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Forrest. Mình sẽ nhận được 10 top cần loot nha các bạn. Thì con này được chạy trên nền tảng của WeMeet. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click xem link mô tả dưới video mình inform các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên bạn follow Twitter nữa. Thì trong dự án này nó sẽ có 10k win nha các bạn. Các bạn theo dõi nha. Dự án tiềm năng đó các bạn. Các bạn continue nha các bạn. Sau đó các bạn retweet dự án Forrest WeMeet Twitter đó nè. Forrest and we meet. Các bạn thích, các bạn test lại nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục visit qua Facebook của nó nè các bạn. Rồi các bạn thích nha các bạn theo dõi luôn đi các bạn. Rồi bạn bấm đáp rồi nè, bấm continue nha các bạn. Sau đó các bạn subscribe kênh YouTube để mình chuyển qua kênh YouTube khác. Subscribe kênh YouTube nè. Rồi tiếp tục các bạn join sao Discord nha các bạn. Bấm thăng người lết. Rồi trên Discord các bạn xem nhận là mờ nè các bạn. Bấm nhận mục hoàn thành nha các bạn. Các bạn xuống đây bấm tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản như quy định của nó các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào relate nha các bạn. Sẽ không cho mình gửi tin nhắn ta. Discord này nó đã rối. Bạn nhìn đây bằng like, bấm channel bằng like. Việt Nam nè. Chờ mình gửi tin nhắn được ta. Event winner. Community. Rồi bạn bấm đáp đi các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi vào đây các bạn download về một app WeMeet nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký trước nha các bạn. Quỹ đăng ký này là một. Rồi các bạn continue nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn download về app WeMeet đây nè các bạn. Mình đã download app rồi, bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn enter your address WeMeet này thì các bạn mở địa chỉ WeMeet của mình ra nha các bạn. Thì bạn nào chưa biết tạo giấy mình có một cái video hướng dẫn bạn tạo giấy để cho bằng link mô tả dưới video luôn nha các bạn. Các bạn gì xin approval thôi các bạn. Xin thử. Ở đây các bạn bấm vào Mi Wallet nha các bạn copy đi giấy mình nha các bạn. Bắt vào đây. Bấm continue. Đây là link ghép của tất cả các bạn gì lấy link ghép mình chia sẻ trong bè và những người thân để tham gia tiếp ghép tất cả các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nha.